X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trương Phi, sinh năm 166, mất năm 221, tự Ích Đức, thường gọi Dực Đức, là một trong ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. Trương Phi được đánh giá có sức mạnh ngang Lữ Bố, Mã Siêu, Quan Vũ, Điển Vi. Theo các tài liệu lịch sử ghi chép, Trương Phi không chỉ giỏi võ mà còn viết chữ rất đẹp, vẽ tranh rất tài. Tính khí của Phi ngay từ nhỏ đã nóng nảy, các thầy trong làng đều không ai dạy nổi. Mới 13 tuổi, Trương Phi đã tinh thông võ nghệ và thuộc lò sử sách. Thầy Vương muốn rèn giụa tính tình Phi, liền nghĩ ra cách dạy Phi hội họa và thư pháp. Phi vốn tư chất thông minh nên chỉ 3 năm sau, thư, họa đều tinh thông, nổi tiếng cả vùng. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Trương Phi được mô tả, cao 8 thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùng, hàm én. Trương Phi đã cùng với Lưu Bị và Quan Vũ kết bái làm huynh đệ trong vườn đào. Ông là em út trong 3 người. Ông được chiêu liệt hoàng đế tức Lưu Bị phong là một trong ngũ hổ đại tướng. Ông là một người rất khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục. Ông nổi tiếng với võ nghệ siêu phàm cùng với sự dũng cảm coi thường cái chết. Trong truyện miêu tả, ông sử dụng vũ khí là bát xà mâu dài 1,8 trượng, cưỡi tuấn mã, ô vân đạp tuyết, nghĩa là ngựa đen chân trắng. Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân thù. Như trận đánh Cầu Trường Bản, ông đã quát mấy tiếng khiến Tào Tháo hoảng sợ mà lui quân. Khi ấy ông chỉ có vài mươi kỵ sĩ, còn Tào Tháo có 100,000 hùng binh. Trong trận ấy, viên quan theo hầu Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đã hoảng sợ đến mức vỡ mật mà chết. Ngoài ra cuộc đời ông còn gắn liền với một giai thoại hết sức ly kỳ, đó là khả năng ngủ mà không cần nhắm mắt. Năm 221, khi nghe tin người anh em tốt của mình là Quan Vũ bị giết hại, Trương Phi không thể kìm nén được nỗi đau, hận không thể ngay lập tức đi tiêu diệt quân Đông Ngô. Sau đó, ông ngày ngày đắm chìm trong men rượu. Những lúc say, ông không kiểm soát được bản thân, vung roi đánh binh sĩ rất tàn nhẫn và yêu cầu họ ngày đêm chế tạo vũ khí, hy vọng có thể trả thù cho người anh em của mình. Cuối cùng, hai thuộc hạ của ông là Phạm Cương và Trương Đạt không thể chịu đựng được nữa nên đã ám sát Trương Phi trong lúc say rượu rồi mang thủ cấp của Trương Phi chạy về phía Đông Ngô. Không ai phủ nhận khả năng mạnh mẽ của Trương Phi, nhưng một người có năng lực tuyệt vời như vậy cuối cùng lại không có được một cái kết lý tưởng. Một người không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì dù họ có mạnh mẽ đến đâu cũng đều vô nghĩa. Tất nhiên thời hiện đại sẽ khác với thời cổ đại. Vào thời cổ đại, một người xuất chúng như Trương Phi, mặc dù tính tình nóng nảy và không biết kiềm chế cảm xúc bản thân nhưng ít nhất có thể ra chiến trường tiêu diệt kẻ thù để thể hiện khả năng bản thân, được ban tước hiệu và vinh danh thiên hạ. Nhưng ở thời hiện đại không giống như vậy, sức mạnh trí tuệ mới là quan trọng. Nếu một người tính tình nóng nảy giống như Trương Phi, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, dễ nổi nóng với người khác, để cho cảm xúc chi phối lý trí thì người đó khó có thể tồn tại trong xã hội này. Những người thực sự giỏi sẽ biết tập trung vào làm việc và gạt bỏ những cảm xúc có hại cho tập thể. Chỉ bằng cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình, bạn mới có thể đạt được những khả năng lớn nhất của mình. Cùng là những thiên tài về bóng đá, nhưng một người thì kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân và một người thì không thể kiểm soát. Hai tính cách khác nhau sẽ dẫn đến hai cuộc đời khác nhau, Messi và Balotelli là hai minh chứng điển hình nhất. Balotelli là người có tài năng đặc biệt nhưng tính tình nóng nảy. Không những xung đột với các đồng đội trong quá trình tập luyện mà còn xung đột với các cầu thủ đối phương, trọng tài và thậm chí cả người hâm mộ trong các trận đấu. Còn Messi cũng là một người có tài năng đặc biệt nhưng lại là một quý ông khiêm tốn trên sân cỏ. Có người nhận xét rằng nếu Messi cũng giống như Balotelli, luôn nóng nảy và bạo lực, chắc chắn anh sẽ phải đáp trả những màn vũ lực từ cầu thủ đối phương, sau đó sẽ phải rút lui khỏi sân cỏ vì chấn thương nhiều lần, cuối cùng từ từ tụt hạng vinh quang. Thực tế là Balotelli cho đến nay vẫn chưa giành được quả bóng vàng nào, mặc dù được nhiều người hâm mộ gọi là thần đồng, trong khi Messi là cầu thủ giành được nhiều quả bóng vàng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Phóng túng cảm xúc cũng chính là phóng túng tài năng của chính mình. Những người như Messi biết rằng thay vì thể hiện tùy tiện cảm xúc ra bên ngoài, tốt hơn hết họ nên tiết kiệm sức lực và nghĩ cách để bản thân trở nên tốt hơn. Người có năng lực không phải là người vô cảm, họ chỉ là không bị cảm xúc chi phối mà thôi. Họ có sự tự tin và dũng cảm xuất phát ra từ bên trong. Có một câu nói nổi tiếng trong Bố Già, đừng bao giờ để người khác biết được suy nghĩ của bạn. Những người dễ thay đổi tâm trạng và dễ bộc lộ niềm vui cũng như sự tức giận ra bên ngoài, nhìn qua thì có vẻ họ thẳng thắn nhưng thực ra vì họ thiếu sự tu dưỡng từ nội tâm. Sunny, người con trai cả của John Vito Corleone, coi thường những lời dạy của cha mình. Sunny là người bốc đồng và nóng tính nhất trong 3 người con trai của Vito, hơn nữa lại không biết đối nhân xử thế, cuối cùng đã bị xử bắn. Anh ta quên mất một điều mà cha mình luôn căn dặn,
đàn ông không được khinh suất, phụ nữ và trẻ em có thể, nhưng đàn ông thì không. Sunny tuyệt đối là một người anh cả mẫu mực, nhưng lại không đủ tư cách là người thừa kế của một gia tộc. Vậy nên chắc chắn phải chết, để người kế nhiệm mạnh mẽ hơn phất lên. Người kế nhiệm đó chính là Michael, con trai thứ ba của Vito Corleone. Michael tuân thủ nghiêm ngặt những lời mà cha đã dạy, luôn bình tĩnh và trầm ổn. Bảo vệ cha tại bệnh viện, trả thù hung thủ tại nhà hàng và thậm chí là cam tâm tình nguyện xa nhà nó mình nhiều năm. Cuối cùng Michael trở thành người kế nhiệm xuất sắc của gia tộc. Nhà văn Mario Puzo đã viết về Michael, những người có thể nhìn rõ bản chất trong vòng một giây và những người mất nửa đời mà vẫn không thể nhìn rõ bản chất dĩ nhiên sẽ có vận mệnh khác nhau. Nhẫn nhịn những lúc cần phải kiên nhẫn và lúc cần bùng nổ thì mạnh mẽ, đó là dấu hiệu sự trưởng thành của một người. Khi Lincoln còn là tổng thống, Bộ trưởng Lục quân đã phàn nàn với ông về việc bị một thiếu tướng xúc phạm. Nhìn khuôn mặt tức giận của Bộ trưởng Lục quân, Lincoln đề nghị ông viết một lá thư, nhưng trước khi gửi hãy cho ông xem trước. Sau khi bức thư được viết xong và Bộ trưởng Lục quân đã đưa ngay cho Lincoln xem, nhưng Lincoln đã vứt lá thư vào lò sưởi. Bộ trưởng thấy vậy rất nghi hoặc bèn hỏi tại sao lại đốt lá thư. Lincoln nói, khi tôi tức giận, tôi cũng làm như vậy. Tôi viết ra rồi đốt chúng, như vậy sẽ giải tỏa được cơn giận. Nếu gửi cho đối phương chẳng phải sẽ tức giận thêm sao? Nếu ông vẫn chưa hài lòng thì hãy tiếp tục viết cho đến khi ông cảm thấy thoải mái. Khi những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong lòng, chúng cần được giải tỏa và chốt bỏ, chẳng hạn như Lincoln đã sử dụng phương pháp viết thư. Còn Khổng Tử, một nhà hiền triết mẫu mực của Trung Quốc cổ đại lại có cảnh giới cao hơn là tha thứ cho bản thân và tha thứ cho người khác. Nếu bạn không thể đạt được cảnh giới như thánh nhân Khổng Tử thì hãy tìm thứ gì một người bạn tri kỷ để chốt bỏ tâm sự. Hay như phương pháp của nhà văn Lý Ngư thời nhà Thanh là viết sách, tôi không có sở thích nào khác ngoài viết sách. Tôi có thể giải tỏa những lo lắng và ưu tư của mình qua viết sách. Họa sĩ Trung Quốc Trịnh Ban Kiều thì càng trực tiếp hơn. Khi ông bị quan lại chèn ép, chán nản và mất phương hướng, ông bắt đầu vẽ tranh. Sau khi vẽ xong, tinh thần cũng thoải mái hơn, tay nghề hội họa ngày càng thành thạo, đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Không ai sinh ra đã có khả năng kiềm chế cảm xúc, vậy nên hãy bắt đầu tu dưỡng từ ngay bây giờ, để trở thành một người có năng lực tốt và tâm hồn đẹp. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.